Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và bật chuông để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Động đất 7,2 độ Richter rung chuyển Haiti, 304 người chết. Một trận động đất 7,2 độ Richter làm rung chuyển phía tây Haiti ngày 14 tháng 8, làm hơn 300 người chết và hơn 1.800 người khác bị thương. Theo Reuters, ít nhất 304 người chết. 1.800 người bị thương và nhiều người bị mất tích sau trận động đất 7,2 độ Richter xảy ra ở phía tây nam Haiti vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 10, 4 tháng 8 giờ địa phương, trận động đất, vốn kéo theo hàng loạt rung chấn sau đó, xảy ra ở khu vực cách thị trấn Petot Genipe khoảng 8 km và ở độ sâu 10 km, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Cơn địa chấn đã kéo sập các nhà thờ, khách sạn, nhà cửa thành đống đổ nát, gây ra thảm kịch tại quốc gia Kajibe vốn đang rơi vào tình trạng khó khăn và nghèo đói nghiêm trọng. Thủ tướng Haiti Jean Henry đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng, quá trình tìm kiếm người còn sống dưới các đống đổ nát vẫn đang diễn ra. Tôi thấy các thi thể được kéo ra, đầy thương tích và có thể là đã chết rồi. Tôi nghe thấy tiếng khóc và đau đớn ở mọi nơi mà tôi chạy qua, cư dân thành phố Letka, Jean-Marie Simon, 38 tuổi, kể lại. Simon ở chợ khi động đất xảy ra và chạy vội về nhà để xem gia đình có an toàn không, có nhiều rung chấn và mỗi khi nó xảy ra, mọi người lại chạy và la hét lên. Chân tôi vẫn còn run rẩy, Simon cho biết, tại Letka, người dân địa phương cho hay nước đã tràn ngập thị trấn ven biển với 126.000 người trong thời gian ngắn. Gây hoảng loạn vì lo ngại sóng thần, nhưng nước sau đó đã rút, các hãng truyền thông Haiti đưa tin, một số người dân ở dọc bờ biển đã chạy lên núi. Vụ động đất cũng gây rung chấn ở Cuba và Jamaica nhưng hiện chưa có báo cáo về ảnh hưởng tại những nước này. Khủng hoảng nối khủng hoảng động đất kinh hoàng ở Haiti diễn ra chỉ một tháng sau khi nước này bị chấn động bởi vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise vốn gây ra cuộc khủng hoảng chính trị từ đó tới nay. Trong khi đó, phần lớn người dân Haiti vẫn đang đối mặt với đói nghèo và hệ thống y tế quá tải do đại dịch COVID-19. Khu vực xảy ra trận động đất mới phục hồi từ bão mát thiêu hồi năm 2016, thảm họa từng khiến hàng trăm người chết và gây ra tàn phá khủng khiếp. Haiti đang tiếp tục đối mặt với cơn bão nhiệt đới gơ dây, dự kiến gây ra mưa lớn vào tuần tới, quốc gia này không bao giờ được yên ổn. Chúng tôi dễ tổn thương với tất cả mọi thứ, doanh nhân Haiti Mark Alain Cao cho biết. Trận động đất không gây ảnh hưởng nhiều tới thủ đô Port-au-Prince, nơi nằm cách tâm trấn khoảng 150 km. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn còn ám ảnh với trận động đất kinh hoàng năm 2010 khiến 200.000 người chết, Đức Hoàng theo giờ T, Reuters.